Đây là đèn ốp trần 500W. Mình thử độ sáng cho các bạn nha. Độ sáng của diện tích là 40m2 phòng khách đây. Đây có ánh sáng trắng và ánh sáng vàng. Ánh sáng trắng và ánh sáng trung tính, xin lỗi. Đấy, đây là tắt đi này, bật lên này, đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy. Hai màu ánh sáng rất hợp cho không gian. Đấy, quay về hướng ánh sáng này đấy. Rất là sáng. Đấy. Đèn là 500W, kích thước là 36 cm. Đấy. Sử dụng được khoảng tầm 40-60m2 không gian phòng khách, phòng bếp, các khu nội thất. Rất là ok, tiết kiệm điện. Sử dụng 24/24. Đây là mẫu, có 3 mẫu cho các bạn xem nha. Đấy, trực tiếp để chọn nha. Đấy. Rất là ok. Trời tối này, đấy, bật sáng lên rất là sáng.